Để túi vậy. Dạ. Ngày mai đám cưới anh bắt cày game luôn. Anh bắt cày game 2/1 này. Bây giờ bạn ơi hai đứa mình ăn nhặt đi. Anh Hân mà không Hân. Rồi trong đám cưới anh bắt mày cày nuôi em. Đúng vậy. Con mẹ. Em kia rồi. Không. Cậu mày tụi này tôi biết hết chứ. Má tao thích. Ê, em thấy gì? Gì vậy? Hello anh em. Mình đây, mình là anh Khầy Toni đây. Dạo này kênh đồ nó có một số công chuyện nên không ra clip cho anh em được. Mọi người thấy mình làm YouTube hay không? Mình làm có mấy ngày mà kênh YouTube của anh Hân trách mẹ rồi. Bây giờ anh Hân mới lập kênh gác cho mình. Biết từ sao không biết tại sao mà từ khi mình vào cái ngành YouTube này nè, đúng là bữa bà coi cha tôi với cha Ni nè, cha Toni nè với anh Hân là kết hợp là kênh chỉ có chết mà đúng thiệt, chết thiệt. Làm đâu được clip có 3 ngày mà kênh nó chết mất. Bây giờ đấy anh Hân anh lập kênh mới. Hôm nay hả? Đi xuống gì vậy? Xuống này cho ông Hân với ai xin giới thiệu mọi người. Đây là Thiện, đây là sẽ cùng giúp mình có một màn tròn giữa màn tròn anh Hân với ông Giái. Má hàng quỷ nó ham gốm lắm. Hôm nay mình đến đây nhờ sự trợ giúp của Thiện đây nè để tròn hai thằng cú ngu đó nha. Đâu mọi người chờ xem clip nha. Hôm nay clip hay lắm. Lòng tham của hàng đó rất là vô đấy à, mọi người chờ nha. A few minutes later. Đó, sau 365 phút rồi mình mình với Thiện để chuẩn bị đồ ngờ xong nữa trôi hai người anh thân thương của mình nha mọi người. Đây hả? Cái hũ hả? Cái hũ này là mọi người xem hết video mọi người biết. A few minutes later. Sau 365 phút nha mọi người, mình đã chuẩn bị đồ ngờ với có Thiện này giúp sức mình nha. Mọi người biết cái hũ đây là hũ gì không? Đố mọi người, mọi người xem hết clip đi nha. Rồi mọi người sẽ thấy một màn trôi rất là đặc sắc. Thử lòng tham hai kìa kia. Đây. Má. Đây, cái hố này. Hố thiệt sao? À, anh Thiện mình lực điền đúng không? À, chưa có người yêu nha mọi người. Nó có vợ nha mọi người. Chưa có người yêu thứ hai. Anh đồ anh cũng yêu nhỏ kia lắm nhưng mà gia đình cấm cản lắm, đặc biệt là con vợ của anh. Cấm cản, không cho anh quen người thứ hai hết. À, được rồi Thiện. Mình múc lên này. Đấy. Lắp lại. A few minutes later. Ê! Anh. Đồ lâu quá không gặp. Nè. Em đồ cầm máy đồ làm vậy. Em quay là gì đâu mà cứ cầm máy luôn. Em quay vlog chứ làm. Bây giờ cái kênh nó rụng rầu, tao đi đón con tao, tao với Giái bây giờ đi. Không, nhưng mà em yêu ngờ không? Em yêu ngờ. Thấy mọi người thấy không? Đây. Đây, Hân. Anh Giái quay ngờ bây giờ em sẽ làm một kênh mới. Dạ em trưởng kênh. Bây giờ mình không có quay trôn nữa, trôn là đâu mày nói thử mày mở đâu ta coi thử thử dẫn gian vô mà đòi làm kênh máu luôn. Đây cầm đi em quay. Ủa cái kênh nghe đây. Chào mọi người. Đây, mọi người đến với cái kênh của anh Khầy Toni làm chuyên về trồng cây, trồng rau muống, làm ẩm thực. Hiểu không cho mọi người? Chủ đời gì? Cũng chú gì ngoài. Làm chủ đời vậy. Bây giờ làm trôn đó ai cũng làm trôn hết. Bây giờ mình làm. Không bây giờ mày cầm cái máy mày làm luôn ơi. Đó. Bây giờ mày làm trồng cây gì vậy mày? Đúng rồi. Nhưng mà em nay em trả tiền. Em trả lương cho mọi người. thì mọi người hơi sụp chết đâu, mày làm chừng nào mới có tiền, mới đủ tiền đó anh em theo mày. Dạ hỏi trời em mày có trả lương không? Có rồi, mày trả lương tao với Giái bán mạng cho mày luôn. Trả lương bây giờ đi ra làm tiền mẹ mình đang kêu ra. Bây giờ làm clip nha, làm clip ẩm thực. Bây giờ mình trồng rau muống, anh Giái là trồng rau muống, anh là mồng tơi, em là trồng rau thơm, mình làm ẩm thực suốt 1 tháng luôn. Mà em báo tưởng đó cái ở đâu ra, cái ý tưởng nó ở đâu ra mà mày ngồi mày nói gì đúng đâu. Em coi kênh YouTube ở bên Philippines á, ông nói chuột ông làm ẩm thực 30 ngày là anh em ủng hộ lắm. Ẩm thực 30 ngày là anh em ủng hộ lắm. Làm ẩm thực mà giờ mà kêu trồng rau rồi. Bây giờ trồng mới có rau anh ấy, phải cày nhẹ lá vườn chứ mọi người. Em phải trồng mới có cây rồi anh nổi uống rồi. Ông đồ mới có luôn. Có đồ anh chứ. Bây giờ là mày cầm cái máy không được mà. Mày ông mày cái tay mày bị cái giày. Cái cầm mày cầm cái máy giày mà làm sao mày quay tụi tao. Tôi mới làm có 5 ngày à mọi người. Em mới làm 5 ngày. Bây giờ anh ra bây giờ có theo em không? Em trả lương. Mày có tiền tao Giái làm hết đó. 5 triệu 1 tháng. Anh ẩm thực 30 ngày. Đủ má 5 triệu xuống tao đưa tao với Giái. Bước rồi. Nhưng mà mình phải sống vì đam mê không? Mày đam mê cho tao một giá không có đam mê. Đây, không đam mê nhưng mà không có tiền là không sống được. Này có ông Thiện, có ông Thiện nữa này. Thiện em làm phó con nào, ông Thiện cũng làm phó con em đâu này. Đấy. Tao với thằng Giái không quan tâm con. Đủ cơn phó con mẹ chỉ cần có tiền có ẩm thực cho. Được. Ông Thiện cũng làm rồi mà. Coi theo nó coi chuẩn bị đủ mày. Coi theo nó là nhà mày còn gì em đó mày bán mày theo nó luôn đi. Đúng. Ông theo em bình thường. Bây giờ nha. Bây giờ Thiện phó con cầm cái máy cho em. Mà mày cầm cái máy mà mày cái máy dính lên. Đậu cái máy gì? Mày nó cho mày giờ nó lấy cho đỡ kiếm tránh mày rồi vậy. Cái này là do nhà anh Hân ở chơi chứ. Rồi em mày nói gì tao chứ. Không kiếm không mày. Trời ơi, kiếm lửa nữa. Kiếm ở đâu hết giờ. Mọi người bây giờ thứ nhất là bây giờ là được không? Mượn cái hè nhà anh. Mượn cái xăng nhà anh. Tao cho mày mượn chút cuộc đầu luôn. Làm clip đừng là tao chết trồng rau đúng không? Đây. Đâu đỡ cái cuốc đâu em. Đây. Anh cuốc vườn. Cuốc vườn cái cuốc này mà nhà tao cuốc với mẹ kìa chứ tao gõ tao. Đây. Đồ sao nó hài. Mày làm cái gì? Làm không được đâu, nay YouTube nó khó lắm, tao nói nó khó làm lắm. Em đam mê. Em trả lương cho anh mà sao lương ấy. Giờ tao nói trước khi bây giờ trả lương rồi chừng nữa thì tao không cần biết nhưng mà cái này mày làm có ai coi không? Tao thiệt mày, có ai coi mày? Em coi được rồi. Em trả lương mà em coi được rồi. Này, mình phân ra. Đấy. Bây giờ tao nói mày là cái kênh của ông Hân Hô nó chết rồi, giờ đang buồn nữa, đừng có làm xàm nữa, tao mệt quá. Buồn gì mày nói xàm mày cái ông kênh. Ông đứng tên đâu? Ông đứng tên bây giờ ông làm cho em báo em mua lại không? Con vợ mẹ nó thằng gỗ bị ngất ở trong đây này. Mày sao mày? Mấy thầy đam mê YouTube. Là mày cúng cái chùa nào mày? Đấy, bây giờ chia ra. Sao giờ mày chia luôn ai? Chia luôn ra. Anh với ông Giái trồng cái luống này. Đấy, bên đây là rau rau muống, bên đây là mồng tơi. Thiệt á, em qua đây em đào, em trồng mấy rau thơm. Mày trồng gì? Em trúng cầm á, em phải trồng, em bỏ tiền ra làm ống tơ vào rau. Được chưa? Đâu? Anh ở nào vậy? Dạ. Giờ mọi người nghe chú con không? Cái cuốc em đâu? Tao cũng quá bình thường. Tháng nhiều. Mày tháng nhiều với mày đậu mày biết tao dùng Giái làm mày có làm đẻ rồi cái kêu tao cái 5 triệu. Còn anh cũng 5 triệu luôn. Mày thôi. Trời ơi em tiền thiếu mẹ gì xe con này. Thiệt em tiền thiếu mẹ gì đâu. Mày đúng tao công nhận mày có cái xe con á, mày xe con nó phải đứng tên mày không? Xe đứng tên em chứ xe đứng này. Không lo làm mày mới lo làm đi. Đó anh em. Chưa bao giờ thấy cái ý tưởng nào ra đây là cậu con đây là cái gì? Làm farm ấy, làm farm ấy. Làm farm. Phát triển hè mày kêu đi làm sinh tồn ẩm thực cô ké rồi vậy thì cũng được chứ mày làm em ai coi đâu tao thiệt tao làm cho mày giờ là làm cho mày làm bái thôi, hiểu không? Vui cho mày làm kiếm tiền. Bây giờ làm một tháng thử nếu không được thì mình chuyển qua cái làm chuyển cái khác hay cho mày làm. Em bỏ. Bây giờ 1 tháng này em bỏ 20 triệu ra cho anh em lần làm thử là tức là cái video đây là đầu tiên là mình làm vườn, rồi trong một tháng là cây cỏ nó mọc lên là mình lấy mình làm ẩm thực. Làm ẩm thực mà chịu chi dữ không? Bỏ đây 20 nữa nó làm nó cao làm vui lên, cái làm gì mà cào nhào chén luôn, mà cào nhào làm vui lên. Kiếm cái chỗ nào phải làm cho mình làm nhà ổng vậy đâu mày. Làm nhà ổng được rồi. Nếu làm nhà anh thì một tháng cho anh thêm 2 triệu nữa tao. Đậu cũng tham nữa. Vậy tao kêu xuống bàn visa tôi làm. Thế đủ mày bằng visa mà mới biếu xuống làm giường này. Chứ bình thường chứ xuống chứ ông ý cái giường nhà ông sao mà ông đòi 2 triệu. Làm cái này á, anh phải vui vẻ lên, làm cái con của em mà sao hai anh cứ nhậu nhậu tiền bạc đấy. Em chán luôn nha, anh phát biểu ơi, anh cứ thích cái con này không? Xin chào các bạn, mình là Giái giờ ta đấu nội danh không đâu mẹ rồi danh. Chào các bạn, mình là Cốp Má. Không, em đặt cái tên anh là Lee Min Ho rồi. Lee Min Ho. Rồi, chào các bạn, mình là Lee Min Ho. Hôm nay là mình với Lee Min Hân Hô ấy. Đồ mày sao cứ mình dùng được Hân Hô luôn mày. Đã nói nó chết rồi mà mình cứ dùng luôn vậy. Là hôm nay á là mình với bác Giái là đi vào trong một cái nông trại vui vẻ. Mình và bác Giái sẽ ở đây và cùng với những người đồng nghiệp, sắp tới đây á làm tụi mình cũng phát triển một cái kênh mang chủ đề là farm, đúng không, làm troll nữa nha mọi người. Vì mang cái lĩnh vực troll thì cũng nhiều người nói góp ý anh em mình quá là do troll nặng đồ này kia, với lại sao này kia ngu ngục đồ vậy á, nên là anh em mình sẽ chiến qua luôn. Ẩm thực thì bây giờ anh không nấu, bây giờ mình có thể là mình anh không nấu nên là bắt đầu bây giờ mình cũng làm ẩm thực được, nên là mình sẽ chiến qua phải không? Phải anh Hận đào tốt không? Một khi mình đã làm là mình làm hết sức, mình không phải như bây giờ. Đây thiệt này, gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì gì vậy? Mày làm mày xử lý chứ mày. Gì vậy? Làm gì này không? Gì vậy? Rồi bây giờ là bắt đầu. Tụi đi mày quay tao nè. Tao gì? Thằng kia mày quay đi, biểu nè. Thằng Thiện nó biết làm mày quay tao nè. Mày các bạn, mình là mình chuyên mình làm giường. Bước đầu tiên mình phải làm tơi đất nè, làm tơi đất để cho đất nó có độ phì nhiều. Sau bắt đầu mình sẽ ra ngoài kia mình mua thêm một ít phân bón. Đúng không? Nhà mình là có gì vậy? Mình cố. Đủ mắt mình cố năng ơi. Mình giải gì không? Tao hồi xưa thời kháng chiến chống Mỹ dép coi rồi nó cái đó bà cái dịch bệnh gì á rồi mang quẹ. Dịch bệnh gì ở trong đất của bà. Rồi bom á, đồ bom không nậu. Như vậy ngon thì vậy. Nãy giờ anh em chơi mai là gì tự nhiên gì hả giờ chứ ở gì nó đúng vậy giờ không lắp lại đi. Thiện đào lên cho anh em xem. Thiện lái Thiện lái lên coi. Tao có biết là ngay bay chưa vàng nó mấy khu này không vàng không á má nè hai cha Nguyên nó thầm quá mông mẹ nó đuổi anh em mình về liền. Không bây giờ mình vô mình coi hai trẻ coi làm gì má cùng cái tập cái tam nữa à. Đi chứ sao hai ông là đứng đầu vậy? Ông đuối gì mà đào như vậy? Nhiều chuyện dữ mày đã nhà ông đuối mày dìa rồi mày dìa chứ sao? Ông gì vậy? Tự nhiên có công em mới đào lên được cái hũ đó chứ. Em cầm em làm trước coi thử chứ bây giờ có gì đó hai ông uống hết sao? Không có gì đâu. Bây giờ ấy bây giờ thôi sang cái khui luôn trai cho biết em biết luôn đi. Tôi tưởng cũng nhờ con em đầu pha mới có cái hũ này chứ đầu ra Không em ra báo chính quyền nha. Biết cái gì này báo chính quyền, mày đất của nhà ổng mà sao mày vô mày nói giống như là mày rành. Thứ gì mà ở dưới đất là của nhà nước hết, em báo chính quyền hả? Nè, đồ heo, hai tụi bay con ấy. Con gì? Mẹ đâu? Con gì? Con gì? Con mẹ đâu? Con gì con? Chứ làm sao mày biết có gì hôm nay mày đòi chia xăng nhà ổng mà mày nói gì mày? Chứ bây giờ ai biết tôi thì cổ không cái gì đó. Anh nói với mày. Dù gì cũng nhà của anh đúng không? Lố, cười trước cháu gì rồi. Nhẹ gì? Tao nói cho hai tụi em làm ăn lấy gì mà đào lên. Tao nói cho hai tụi bay biết nè, có nghĩa là đây là đất nhà ổng. Cái hũ này là hũ của ổng, tao không biết của ai, nhưng mà nằm trên đất nhà ổng là đất của ổng. Nói câu đó là đúng không anh? Đúng. Mấy mớ tụi bay ra đòi rồi cầm máy quay rồi làm gì vậy? Đi ra báo chính quyền, đi ra báo gì? Có clip ra báo chính quyền. Mày gì báo mày? Tao với Giái chắc gì báo mày. Em báo là có cái hũ gì dưới đất này mà nó ấy dạo. Cái hũ gì trong sân là của ai thì sao mà báo đất à, cái gì trên mặt đất là của nhà, cái gì dưới mặt đất là của nhà nước hết. Đi đi thì đây báo mà không, bây giờ anh phải khui cho em chứ anh nói tự nhiên anh khui ra coi có gì chồng nó cầm cái máy quay nó dí đó rồi vô cái bò không biết cái gì đó rồi. Thì mấy em cũng vậy. Đó mấy thằng cho hôm clip tôi gọi là đấy. Không, anh sống ra cũng được nha. Bây giờ như thế này, bây giờ có gì á anh cũng đổ ra cho anh em biết. Chứ bây giờ sao án được? Bây giờ anh của em là em đâu? Thầy đấy. Bây giờ tôi không biết, tôi thấy tôi nghĩ nó tròn nó không có mẹ trong đó đâu. Mày dài quá nhà tao mẹ. Tự nhiên bây giờ tao nói mày trong này tụi bay vô duyên sao đậu hai nhà. Mới tự nhiên hai ông sao không chứ hả? Vậy sao nhà tao mày mà hai ông sao không chứ mày, tụi bay vô duyên quá. Nhưng mà tao nói trước này, nếu không có cái gì ạ mà giá trị á là của tao với con Giái. Ông của tao không sao được vậy. Trần Thiện nó đào mà. Ông bịt khẩu trang vô. Đúng. Ông bịt khẩu trang vô. Tao xuống tao lấy cái khẩu trang. Hàng đây là tôi biết hết rồi. Khỏi cần khẩu trang, tao dày luôn, tao đố dày luôn. Tao biết hàng mày hết á, điều tao vẫn đố. Đúng vậy? Nếu có gì nữa tao vậy. Bắt không đúng không? Bắt không à. Mùi thuốc cồn đi mày. Có không vậy? Kìa, không có gì đó. Thúi quá. Sao? Để thúi gì? Kìa. Ngày mai đám cưới anh bắt đàn em luôn. Anh bắt đàn em 2/1 nè. Không, đậu mày tụi này tôi biết hết chứ. Má tao thích. Ê, em thấy gì? Gì vậy? Giấy. Giấy. Ê. Ê. Ai hút đi mà. Đậu má nói chuyện. Mở tay ra ai. Chuyện dư rồi, tôi đi nè. Anh nói đi. Đây ý là anh nói nè, đồ thằng Tony với thằng Thiện nè thôi đi Duy ơi, sao ăn uống gì ra ngoài bánh canh vậy anh ơi. Bây giờ Duy nấu với mày Duy hả? À cái gì đâu mà. Có gì anh luôn đi, có gì rồi, có gì hết rượu, hết rượu thằng đau bụng đồ mẹ ngầu hết rượu, hết rầu, hết rầu hết rồi gì hết nấu không má. Bây giờ dài mà cứ không có gì nó gầu đi coi. Đâu? Gì? Mày thấy cái gì? Go! Rồi. Thấy không qua em cút nữa. Thiệt cái chạy vô lại nè. Go! Thằng Tường đi ư. Đưa được. Mày đưa ông quậy. Qua ông ơi, bây giờ mày đưa cho ông ấy đắt trong sân vườn nhà ông mà. Đúng rồi vậy. Chia 4 ra chứ tự như vậy. Im ơi, vợ. Bây giờ mày đưa đây đây, có chuyện anh nói không phải chuyện của em đâu. Đưa đây. Không. Em lấy vô đây được đâu, em đi về. Em có làm gì tốt nữa. Giải tán. Tao nói mày ông Hân ông có thơ ông kiện mày luôn á. Kiện gì? Trên đất nhà ổng mà mày nói chuyện mày kêu là lấy nhiêu đây năng nghỉ. Thôi cái này ông bình tĩnh thế nè. Bây giờ nó kêu lấy. Em lấy như em nghĩ. Em đi về. Ông giờ ông sao ông báo chính quyền thì giờ đất trên đất ông mà bà là phố cộng lại. Báo gì? Thôi. Không em lấy xem giờ. Mấy ngày ghi chữ Hân Hô nè. Hân Hô gì? Trời ơi nào. Ui giời. Đi đâu được đâu. Cái cây ít gì đâu. Cái gì Thiện? Thiện anh em mình gì à? Mẹ anh em không cái họ tiết này nó ghi cho con cháu hạ tầng này. Ui giời. Trần Nhật Hân này rõ như ban ngày nè. Ông là cái gì? Nguyễn Nhật Hân ấy. Trần Hân. Đúng vậy, đúng là của ông với của ai. Mày coi mày trẻ ông có chân. Ông có trẻ, bây giờ sao trẻ được. Ê, bỏ vô từ từ anh. Không đó. Này khán giả nói mày tham. Người ta nói mày tham sao tham mà nhưng tự nhiên cuộc đời tham là cái số. Ai đâu mà phải tao không? Tao có tham gì đâu. Sao nhà anh mà anh cũng đâu. Mày nói tao giấy đào mày hỏi đi, nãy giờ mày hỏi tao. Tao với giấy đào hết tụi đi ai đào cố gạt cố tổ thì không. Anh đào đúng không? Anh đào rõ ràng nãy tao với giấy đào đây với ai nữa. Cái đó em đào. Không bây giờ em che rồi, không bây đâu em che để là anh em che em biết rồi để thâu má anh em đi qua rồi có phúc cùng để thâu gì ở đây giờ mang tiếng anh em hạt muối thì đưa thằng em lộn bớt hạt đường thì cũng ăn luôn nghĩ sao vậy mọi người thấy không hai người bây giờ nói làm tham lên này. Tao cũng được cái lại làm gì trong lát này. Anh kia chứ là nấn bây giờ nấn thằng này nấn thằng kìa coi cái mạch nấn thằng kìa chô cái mạch nấn thằng bây giờ nấn cái kia này à. Thực ra là cái đây là vàng giá thôi đúng không, vàng giá thôi mày thấy không nó vàng kia không vàng giá là cho đưa em lụm chi nhỏ túi trao vàng giá là nó bệnh túi trao vàng giá là nó bệnh giá trong đây cho cái gì trong đây mà không vậy được rồi em biết cái mạch ha có YouTube vậy đừng kêu em qua đóng nữa không kêu mày que mày dàn cảnh là kêu làm tham làm thiết rồi gì đó à không được rồi đấy em dìm tiếng khác không tiền gì à làm gì em manh nhục mẹ có được rồi ít đồng buôn anh em gì vậy nhớ nha nhớ hai mặt chó tao cũng kia nè tao có phải ở đây đâu tao giải bây giờ với mày đây chứ tao làm gì mà mày ngầu mày nói đeo vô gì mày làm gì tao tham hay sao vậy mày mỗi người có làm tự trọng chứ tham nè 19 không quy luật giấy tôi nói con người ông đụng đừng có tham lam không có tao nói mày ông ở nhà con người ông đừng có tham lam 19 gì ở đây trời muốn nhiều quá 5 năm cái gì 5 năm để đất nhà tao đừng cái cuốc nhà tao ừ để thôi ở tôi kêu hai người đó vô lại cho ông kêu 4 luôn chứ giờ ông không chịu 5 năm thì vậy thôi bị ba được cho tôi ra tôi gọi nó bây giờ 64 giận để tôi hẹ hai đối thủ đó 64 ông à 64 bây giờ mày chia 4 là còn 2 rưỡi bây giờ mày 4 mày còn nữa mày không có chuyện đó đâu ông có nghĩa là cái đây ông có chứng minh là của nhà ông không mà đưa tôi coi thử là phải hàng được không mẹ mấy cái chuỗi đây là giống hồi xưa của bà cố ông rồi sao không má nó tới đây của bà cố tao này tao ngửi mẹ đi tao thấy cái mùi của bà cố tao này mày ơi tao thấy cái mùi của bà cố tao này mày ơi cũng là con trai của ta mẹ nghe đi kiểu bắt cách từ từ á cái mẹ không có kịp nói cho con cháu biết ê ông làm vậy không con gái vậy đó bỏ mấy thằng giấu phiền không quên bỏ thằng giấu tôi lấy gì tôi cho con vợ tôi ra già mà cứu tao nữa thì điêu cho nó bệnh à trời thư ê đây vừa được đâu tao nhiêu đây mà nhiêu đây được rồi ê đấy đừng nói nhiều ông cậu đừng dông dài bây giờ ra tiệm vàng nó căng lên bao nhiêu cái đậu mẹ xem rầu là không phải đây là của bà cứu anh là anh đỡ lại anh ký hoặc bà cứu anh là anh phải đỡ lại đúng không anh cám tạo mà đỡ lại anh đâu phải anh nói thiệt với anh nghe không có người nào mà anh ông cứu khổ rồi gia truyền đời ông đỡ lại cái đá bài của tôi nó quá quen rồi ông hiểu không bây giờ đó đem ra kia căng lên bán được nhiều cách làm hai xem đừng nó dông dài quá mệt ông quá sao mày chưa khùng dữ ra sao không được hay chứ ông cái bài của ông cứ quỳ xuống rồi cô anh đừng có lấy đồ ông muốn ẩm luôn nguyên của mình ông ấy mày sao cái già này có mùi khét mà Cắt lại gì? Nó cắt bằng cái bộ vàng mà không chi đâu. Hồi xưa người ta ấm nhổ bỏ tình trong đây là biết sao thì chị nghĩ là tấm nghe kia nói người ta rửa tẩy rửa rồi xong xuôi hết rồi ấy đi để đi rồi đi luôn chị. Bây giờ là ra đã hỏi định giá bao nhiêu xong rồi tẩu tiền luôn chứ còn gì nữa mà không đi luôn. Bỏ cái đây được cầm đi chứ làm cái gì mày nói nhiêu đây ra cho nó cướp cái giúp tôi ra tôi coi thử hành nó về chưa cho tụi nó cỡ mẹ nó rồi bây giờ tao mày đi ra nó hỏi đi đâu tao nói mày tao đi bên cạnh đầu đi đi mày hành đó tụi mẹ nó đi tự nhiên không biết quá phải chưa nó tao mày lụm được không ai hốt đi mà không hết được bao con trai tôi bi không tình yêu.